Bồ Tát phù hộ, hy vọng có người nhìn thấy, mau tới đây để cứu đại bảo. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Ông đại ca, cơm trưa đây nè, nhớ ăn cho đúng giờ có biết hay không? Quên biết. Đừng nhận kiên đồ nặng, làm việc nếu như mà thấy mệt nghỉ một chút, kiếm một chút không có sao đâu. Biết rồi mà. Còn nữa, nè, để quên đi nha, cơm thôi trễ đó. Được rồi, quên đi đi. À, đúng rồi, hôm nay huynh khiên hàng có lẽ mừng lắm mới vậy, cho nên muội được đợi huynh nha. Muội muốn đợi huynh bởi vì muội có chuyện muốn thương lượng với huynh. Chuyện gì? Giỏi chung lương ngọc cả chuyện này mà cũng không nhớ, muội không lấy với huynh nữa, huynh đi đi. À, nè nè, huynh biết mà, biết là muội muốn nói chuyện hôn lễ, huynh gì khác ở chỗ này nè. Mong được người mình yêu sống suốt cuộc đời này. Cuộc đời này, cuộc đời sau, cả cuộc đời sau nữa. Ở đây chỉ là một mình muội. Được rồi, muội biết rồi. Được. Ông đại ca. Chuyện gì? Muội không đành để quên đi. Khờ quá đi, quên sẽ về mà. Được rồi, nghe lời, đều quên về. Hãy nhớ muội. Thật là chỉ ngưỡng mộ quyên ương không ngưỡng mộ tiên. Ta đã bị cảm động sắp sửa chết luôn rồi. Ngươi tới đi làm gì? Tới tìm cô. Đi theo tôi. Buông tôi ra. Đừng sợ, ta chỉ muốn ôn lại chuyện xưa. Ta không rảnh. Nếu như mà tôi tới công ty điện ảnh để tìm cô, không phải chỉ một mình tôi thôi. Tôi cũng là ân nhân của mạng của cô. Chỉ một ly cà phê thôi. Chỉ một ly cà phê. Ừ. Xin mời tự tự dùng. Tại sao ngươi cứ nhìn ta mà không nói chuyện? Tôi chỉ muốn nhìn cô. Nhìn được cô đã thấy mãn nguyện rồi. Muốn nhìn ta cứ thể thế diện. Ta bây giờ bận lắm, thất bồi. Nè, đợi chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô gần đây có khỏe không? Sức khỏe. Cảm ơn người đã quan tâm. Có thật không? Là thật. Chỉ cần người sau này đừng có tới tìm ta. Chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Nhưng mà tôi gần đây sống thật là không vui. Khai tâm ngày nào cũng dằn vặt tôi. Tôi sống thật là không vui. Ông trời đối với người rất công bằng. Ông ta để người có vinh hoa phú quý, dĩ nhiên sẽ đoạt đi một ít đồ của người. Người không thể nào có tất cả hết, và có thể bất cứ chuyện gì cũng thủy của người đâu. Nhưng mà tôi bây giờ cả phòng khai tâm không thấy vào. Tôi ngày nào cũng ngủ ở trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo đó hết. Có phải là so với năm xưa, căn phòng nhỏ mà người đã dùng để giam người nhà của ta có đúng hay không? Vâng ơn. Cô đừng có nhạo báng tôi nữa. Tôi thật là không có vui. Phương Thiên Vũ, ngươi không thể cái gì cũng muốn. Ngươi đã có rất là nhiều món nợ, cho nên nếu ngươi không có hài lòng, ngươi sẽ bị báo ứng đó. Tôi đã bị báo ứng rồi. Mất cô là báo ứng lớn nhất của tôi. Cô và Khai Tâm hoàn toàn khác nhau. Khai Tâm ngược lại cô. Cô biết thông cảm cho người ta. Cô biết không, tôi thật là rất hoài niệm cái tình cảnh của chúng ta mà sinh hoạt với nhau lúc trước đó. Đó là khoảng thời gian thông khoái nhất. Thật đó. Nếu ta là đàn ông
tuyệt đối không ở trước mặt của người đàn bà khác nói xấu chính người vợ của mình. Không, cô ta không phải là vợ tôi. Người vợ trong lòng tôi chỉ có cô. Dân Hương, coi cái đó là cái gì vậy? Cô tự mình coi điện cao quá, gió sao tới? Ta gió tới sao? Ngươi là đàn ông. Phát hiện lúc nào? Ngươi đi. Ê, các người làm gì đó? Tiểu thơ. Coi trên có quỷ quái gì kìa. Hay à, đơn giản lắm, lên lấy nó xuống vậy là biết ngay. Anh dạ. Ê nè. Tôi ở thường khu. Đại Bảo, nhà của chúng ta có thường khu không? Hình như bên kia, nhưng bây giờ không cho ai tới gần. Các người mau dẫn ta đi, mau đi. À, chỗ thơ, ở đây nè, à, chỗ này à. Chỗ này nè. Đại Bảo. Khơi Tôm, Đại Bảo tôi đây nè. Đi lấy cái búa để mở cửa ra. À dạ. Đại Bảo. Khai Tâm, có chuyện gấp, để tôi về được không? Mà vậy cẩn thận, người đối với ta rất là quan trọng. Cô nói lại một lần nữa. Ở trên thế gian này chỉ có mình người tốt với ta. Ta đợi người trở về. Dân Hương, có phải là cô không khỏe không? Tôi không có gì. Nếu như người không có chuyện gì khác, ta trở về công ty điện ảnh. À, coi cô kìa, sắc mặt cái tệ như vậy, chắc chắn là không có nghỉ ngơi cho đủ, ăn uống quá tệ. Ông Lương Ngọc thật sự không có tư cách nói yêu cô, bởi vì hắn cả sinh hoạt căn bản của cô cũng không lo nổi. Những điều này ta không để ý tới. Nhưng mà tôi để ý tới, hy vọng cô sẽ sống càng tốt hơn, dùng được tốt, mặc được đẹp. Ta không cần. Dân Hương, cô có biết không, từ lần đầu tiên tôi gặp được cô, từ giây khắc mà tôi và cô nhảy xuống hồ nước, cái lúc đó tôi đã hạ quyết tâm rồi. Nếu như có một ngày tôi có khả năng, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cô, nhất định như vậy. Đó đều là những chuyện lâu lắm rồi, ta đã quên hết. Nhưng mà tôi vĩnh viễn không có quên. Ta không cần, ngươi lo lắng cho ta. Chỉ cần ta được ở chung với người ta yêu, ta tin tưởng mọi việc đều tốt cả. Dân Hương à, tại sao cô lại có chút u mê như vậy chứ? Tôi nói cho cô biết, nếu như mà không phải tôi an bài cho hắn làm việc ở bến tàu, có lẽ các người bị chết từ lâu rồi. Vậy thì cảm ơn người. Chỉ cùng quên ấy còn một đôi tay, quên ấy còn cơm ăn, thì ta còn miếng cơm ăn. Nếu như quên ấy chết đi, vậy thì không cần sống nữa. Dân Hương, cái hắn cho cô được ta đều có thể, cái hắn không cho được ta đều có thể cho. Ngươi cho không nổi. Tại sao tôi không nổi? Ngươi cho không nổi. Ngọc Nhi ý này để chỗ ta rất lâu, ta trả cho ngươi nè. À, Dân Hương, Phương Thiên Vũ, chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện đi, khiến ta không thể nào chấp nhận tình yêu của ngươi được. Hơn nữa, người mà ta đã yêu, ta sẽ yêu hắn suốt cuộc đời. Đồ ta đã tặng ra rồi, không thể nào thu hồi lại. Miếng ngọc này nguyên bản đã không thuộc về ta. À, xin lỗi, có rất nhiều việc không có thể nào miễn cưỡng được. Ông Lương Ngọc, nếu như mà cô vì Ôn Lương Ngọc mà không thể ở chung với tôi được, vậy thì tôi nói cho cô biết, lý do này ngày mai sẽ không còn tồn tại. Bởi vì hắn không thể nào sống tới ngày mai được.
Để lên đi. Để cái gỡ lên. Để cho ngay ngắn lại. Nè, sắp xếp cho ngay đá xe, sóc sóc có đổ lùm hết trơn á. Nè, được rồi, nghỉ ngơi đến cơm đi. Ơi, rồi đi cơm anh em ơi. Đi. Ê, đây nhất định là vợ của ngươi làm cho ăn ngươi ăn phải không? Đúng gì? Ê, được vợ thương thật lạ quá. Ngươi cũng mệt tìm một người đi. Tôi làm gì được mà ăn tốt với ông đại ca. Xong rồi. A Lương, lên xe. Tới liền. Nè, lên đi. Nè, mượn ngựa của ông dùng đỡ chút. Ê, không được, ngựa ta rất quý. Nè, có đủ không? Nhanh lên, theo tất cả các bạn xuống xe. Để đây hả? Ngươi yên tâm, xe có người tới tiếp ứng rất là nhanh. À, được. Đây nè. Chưa, ông đi cơ. Ông đi cơ. Ông đi cơ. Đại Bảo, sao lại tới đây, có chuyện gì? Tôi sẽ giải thích với người. Người hay mau đi theo ta đi. Ông phải khiêng hết gạo mà. Cái này không phải gạo, là ác phiện. Bị bắt được sẽ bị chặt đầu.